Nhưng mà cái thông tin lớn nhất mà nhiều người nói đến ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới Nancy Pelosi đến Đài Loan à, Và tôi đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua và đã có tin đồn nhiều ngày rồi Nhưng mà chưa có xác thực nhưng mà hôm nay các bạn đã nhìn thấy được rất nhiều video là Nancy Pelosi đã đến Đài Loan Uh, nhưng mà điều này dẫn đến nhiều người rất là lo lắng hồi sáng này chúng ta có thể nhìn thấy được là ở trên twitter đó uh, thì uh, cái đề tài mà được nhiều người quan tâm nhất trending về cái uh, phương diện là chính trị đó chính là nancy pelosi chủ tịch hạ viện đến đài loan và các bạn hiểu được là sau đó đó thì đứng hạng thứ 18 trending ở trên uh, chính trị đó chính là chiến tranh thế giới thứ ba thì nói chung nhiều người đó rất là lo lắng về cái sự kiện này có thể dẫn đến uh, chiến tranh lan tỏa uh, giữa mỹ và trung quốc hay không liên quan tới đài loan đó là cái sự lo ngại của mọi người hiện bây giờ tôi đã tìm kiếm nhiều cái thông tin đương nhiên có nhiều người có nhiều cái suy nghĩ khác nhau và nhiều cái thuyết âm mưu khác nhau liên quan tới lý do tại sao mà nancy pelosi đến đài loan nhưng mà về cái phương diện thông tin chính thức lý do ra thì uh, hiện giờ thì vẫn chưa kiếm có thông tin là lý do chính thức là gì uh, có phải là đến đài loan về lý do chính trị hay là không tại vì cái sự căng thẳng giữa đài loan và trung quốc và việc này ra thì nhiều người nói là khiến cho uh, cái sự căng thẳng giữa trung quốc và hoa kỳ thì lại tăng lên nữa tại vì có một cái chính sách đã có nhiều năm rồi đó chính là cái chính sách gọi là chính sách một trung quốc tại hoa kỳ uh, có nghĩa là đài loan là của trung quốc hiểu đơn giản là như vậy thì cái cuộc viếng thăm này của nancy pelosi có làm ảnh hưởng đến chính sách đó hay là không đó là cái sự lo ngại hiện tại đương nhiên các bạn đã thấy được là cái sự ảnh hưởng giữa nga và ukraine và khi chúng ta nói tới sự ảnh hưởng của đài loan đó thì có thể là còn nhiều hơn cả ukraine nữa tại vì khi mà chúng ta nhìn vào đó một trong những cái sản phẩm mà đài loan đó dẫn đầu đó chính là sản xuất những con chip semiconductor mình thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn những con chip mà các bạn sử dụng trong máy Samsung hay là ở trong máy Apple đó cho nên đây là một trong những nơi rất là quan trọng dựa theo cái dữ liệu được chia sẻ bởi CNBC hồi tháng 3 trong năm nay đó thì Đài Loan đã chiếm tổng cộng là 63% của cái số lượng những con chip được tạo ra cho nên là một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng và chúng ta cũng đã thấy được đó là Tổng thống Joe Biden sẽ chuẩn bị ký một cái đạo luật Đạo luật này gọi là đạo luật khoa học và chips Thì đạo luật này đó là hiểu đơn giản Họ sẽ cung cấp khoảng chừng là 52 tỷ đô la cho những công ty Hoa Kỳ Để tăng cái sản lượng và sáng chế thêm những con chips Điều này làm cho nhiều người càng lo lắng hơn Có phải là tại vì Hoa Kỳ nghĩ là chiến tranh sẽ xảy ra hay là không Và không muốn dựa vào Đài Loan để có những con chips này nữa đó là điều chúng ta không biết nhưng mà nói chung đó thì sự thật là Nancy Pelosi đến Đài Loan à, Còn về những chuyện khác đó, thì là cái sự lo sợ của mọi người mà thôi Tại vì mọi người lo sợ là cho dù không có chiến tranh thực sự xảy ra mà dẫn đến chiến tranh thương mại đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với nền kinh tế của cả hai quốc gia Đó là những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn về tình hình tài chính nói chung Hôm nay Thùng dành nhiều thời gian hơn tại vì có rất nhiều thông tin cũng quan trọng để các bạn hiểu được những sự kiện hiện tại và đương nhiên chúng ta vẫn đang đi song song với thị trường chứng khoán cho nên chứng khoán ra sao ảnh hưởng đến crypto. Thì nói về crypto đó, thùng đã chia sẻ với các bạn là giá cả của BTC bây giờ thì cũng không có khác nhiều so với lại ngày hôm qua. Thùng cũng sẽ không có đọc lại những cái thông tin liên quan đến giá cả nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ thì tổng số vốn hóa của thị trường này vẫn ở mức là 1,1 nghìn tỷ. BTC đó thì vẫn ở mức là dưới 40%, 39.6 của tổng số vốn hóa và premium là 17.6%. Thì đã vài ngày rồi chúng ta không nói tới cái số lượng BTC và premium nạp vào rút ra thì ra sao? Thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó mỗi một thanh này là một ngày thì cái thanh màu đỏ nghĩa là nhiều bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào trên những cái sàn và ngược lại màu xanh lá cây. À, là nhiều bitcoin gửi vào hơn là rút ra. Thì à, chúng ta đang thấy được là phần lớn trong vòng 2 tuần qua đó là cái số lượng BTC vẫn tiếp tục rời khỏi nhiều hơn là nạp vào. Nhưng mà chúng ta thấy được những cái thanh này đó so với lại quá khứ đó thì không có phải là à, cao lắm. Nói chung thì à, cái dữ liệu on chain nạp vào rút ra của BTC gần đây cũng không gì gọi là quá đặc biệt cho nên thuận mình ít nói đến à, còn về Ethereum mình thì cũng tương tự và thậm chí Ethereum khi bạn thấy là những cái thanh này nó lại càng nhỏ hơn nữa nói chung thì cũng không gì gọi là đặc biệt liên quan đến số lượng Ethereum nạp vào và rút ra nhưng mà đối với lại cái sự tăng giá gần đây đó chúng ta đã thấy được là giá BTC nếu như ta tính từ cái mức là khoảng chừng là 17.000 đô đi khi mà thuận uh, trở lại để xem coi là cái uh, thời điểm ngày 20 tây tháng 6 đó thì lúc đó giá của BTC là khoảng 17.681 và chúng ta lấy cái mức đó tới bây giờ đó thì giá BTC tăng khoảng chừng là 30% thì trong cái khoảng thời gian tăng đó đó chúng ta có thấy được bao nhiêu BTC hiện bây giờ đang có lời thì các bạn sẽ thấy được là từ cái thời điểm là ngày 20 tây tháng 6 đó lúc đó là chúng ta có khoảng chừng là 50.28% BTC đang có lời lúc đó là chúng ta thấy là cái đường màu cam này đó muốn đi xuống dưới cái mức mà màu xanh lá cây đó là những cái mức mà dựa thời lịch sử là rất tốt để thích lũy nhưng mà cuối cùng đã không đi xuống dưới cái mức đó thì từ 50.27% lên tới mức hiện tại là 59.79% thì cũng không phải là tăng nhiều lắm cái mức này đó thì coi như cũng thấp so với lại cái số lượng BDC đang có lợi nhất là chúng ta nhìn vào lịch sử uh, của BDC có lời ở trên Classno có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái thời gian mà giá cả đi xuống ở những mức như là 17.000 đô đó thì thật sự không có nhiều người dám mua cũng có người mua nhưng mà thật sự không có nhiều cho nên giá tăng lên 30% nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng phần trăm tăng này đã chỉ có là khoảng 20% mà thôi từ 50-59% lúc mà giá xuống thấp đó thì không có nhiều người dám mua đâu các bạn mặc dù là khi mà giá cao thì nhiều người ước là giá xuống thấp để mà thu mua thêm có một thông tin khác cũng rất quan trọng, à, có thể nhiều bạn cũng đang nhận được rồi, thùng đã chia sẻ trên những mạng xã hội đó chính là những bạn nào mà đang lưu trữ Solana đây các bạn cần phải lưu ý, à, tại vì có một sự kiện đang xảy ra là có hacker một nhóm nào đó, mà người đó chúng ta không biết à, ăn cắp token Sol và USDC à, và ảnh hưởng tới rất nhiều ví. Bây giờ đó thì chúng ta biết tới những ví như là Phantom, hay là Slope Bị ảnh hưởng và những ví mà không hoạt động hơn 6 tháng cũng bị ảnh hưởng à, Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cũng đã có nhiều bài báo viết về cái thông tin này Nhưng mà lý do tại sao hay là ai đứng sau lưng hay là những ví nào thật sự bị ảnh hưởng đó Thì chúng ta không có rõ hiện tại Nói chung thì nhiều người cũng rất là hoang mang Cũng có nhiều bạn nói là đã quen biết hay là bản thân mình đột nhiên thấy cái đồng xô bị biến mất trong ví của mình à, Tại vì hacker này đó có thể thông qua bằng một cách nào đó để lấy cái số lượng đồng xô là này này và theo thông báo đó thì ảnh hưởng khoảng chừng là 5.000 cái ví đến thời điểm mà cái bài viết này được chia sẻ cách đây bài tiếng đồng hồ. Và dựa theo cái bài này đến từ Twitter đó thì khoảng chừng là 5 triệu đô la đã bị rút ra khỏi những cái ví này. Người hacker này đã làm một cách nào đó có thể là lấy được cái số tiền nằm trong cái ví của Solana. Thì bây giờ đó các bạn phải làm như thế nào? Các bạn đang lo lắng thì uh, ra sao? Thì nói chung chúng ta bây giờ vẫn chưa biết thêm uh, thông tin. Chúng ta chỉ có thể uh, biết được là có một số ví bị ảnh hưởng mà thôi. Và một số những thông tin trên mạng đó thì uh, chia sẻ. Nếu như các bạn lo lắng đó, thì các bạn có thể chuyển qua ví lạnh hay là các bạn hãy chuyển lên sàn mà bạn tin tưởng. Nếu các bạn lo sợ cái số lượng SOLA này trong ví đó có thể là gặp trường hợp tương tự và bị lấy cắp đi, cho đến khi mà biết thêm thông tin thì chúng ta mới có thể tính tiếp được. Và cũng có một số à, những cái YouTuber đó giống như là Lloyd Davis cũng đã chia sẻ là có thể là các bạn lên trên cái ví của mình và bỏ tin tưởng, có nghĩa là bỏ cái phần trust đó, cho những cái ứng dụng à, để cho an toàn hơn nhưng mà không biết làm cách này có thật sự là an toàn hay không thì hai cách mà thường vừa chia sẻ là hai cách mà phổ biến nhất một là các bạn chuyển qua cái ví lạnh từ lưu trữ còn nếu các bạn không có ví lạnh thì các bạn chuyển lên sàn cho đến khi nào biết thêm thông tin và đương nhiên đây không phải là cái diệu hát duy nhất trong tuần này chúng ta cũng nhận được cái thông tin liên quan đến một cái cầu là nomad thì nomad bridge là một cái cầu mà kết nối token của Avalanche, Ethereum, EVMOS, Moonbeam và Milkomeda, C1 Blockchains À, thì Thùng không phải là một người mà chuyên về công nghệ cho nên thường sẽ không có thể nào giải thích được là tại sao mà lại à, bị tấn công và cái à, hệ thống Nomad Bridge này đó đã bị lấy mất đi là khoảng chừng là 200 triệu đô la. Bây giờ đó cái số lượng tiền lóc lại chỉ còn có 12 000 đô mà thôi. Và đương nhiên đây cũng không phải là cái sự kiện gần đây duy nhất Chúng ta cũng có cái sự kiện Các bạn hãy nhớ là cách đây không lâu Thuận chia sẻ về Harmony Thì cái cầu của Harmony cũng bị tương tự Lấy mất đi thường nhớ là khoảng chừng 100 triệu đô la à, Và cái cách giải quyết của họ là in thêm token ra Cho nên các bạn thì được là ảnh hưởng rất lớn Đối với những người mà lưu trữ tiền trong những cái hệ thống như thế này Đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy là thường thường chỉ đầu tư một số những đồng lớn mà thôi tại vì cái mà các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được đó là thị trường crypto này là một thị trường rất là mới và rất nhiều những cái cuộc thử nghiệm tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi và thậm chí khi mà chúng ta nhìn vào cái hệ thống tiền tệ hiện tại mà các bạn sử dụng đó tiền pháp định mà không được đảm bảo bởi vàng hay là bất cứ một tài sản nào thì đó cũng là một cuộc thử nghiệm đó gọi là cái chính sách tiền tệ hiện đại và kết quả ra sao chúng ta cũng không có biết thị trường crypto cũng như vậy tất cả những gì chúng ta biết như là bitcoin ethereum cardano solana tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi và chúng ta cần phải có một cái sự cảnh giác cho nên những cái đồng nào mà lâu đời hơn và những đồng nào mà chậm hơn như là Ethereum hay là Cardano đó nhiều bạn nói là sao chậm quá cập nhật không có phải là nhanh lệ như những cái đồng khác à, thì đừng lại cảm thấy là chậm chưa chắc là xấu đâu có một cái sự an toàn tốt hơn và đương nhiên Cardano đã trì hoãn cái à, cập nhật uh, Basel của họ hai lần rồi, thì có trì hoãn nữa hay là không? Tại vì các bạn đã nhớ đã đăng lý đầu từng nhiều rồi đó là sẽ có cập nhật uh, Basel và đây là một cập nhật mà có thể mang đến nhiều cái sự cải tiến cho bạn lưới Cardano. Thì bây giờ cho uh, Hutchinson nói là nếu như không có gì đặc biệt xảy ra thì sẽ không tiếp tục trì hoãn nữa. Thì chúng ta sẽ có cập nhật này trong tháng này. À, nhưng mà không biết là ngày nào thường vẫn chưa có nhận được cái thông tin chính thức Họ vẫn đang thử nghiệm hiện tại Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới sàn Zimax Thì đây không phải là một cái sàn mà nhiều bạn sử dụng Tại vì đây là một sàn mà ở Thái Lan Thì phục vụ người ở Thái Lan, Indo, Singapore và ở Úc Thì sàn này các bạn đã nhớ là đã nạp đơn cho tòa án của Singapore Nói là muốn tái cấu trúc thì à, lúc đó là nhiều người cho là tái cấu trúc thì cũng tương tự như là khai phá sản, bảo vệ phá sản chương 11 ở Hoa Kỳ Nhưng mà sàn Max thì nói là không phải tái cấu trúc ở Singapore thì khác Và họ đã bắt đầu mở để cho người ta rút tiền Tại vì họ đã ngưng không cho người ta rút tiền từ ngày 20 tháng 7 à, Lý do là tại vì họ cũng dính vào cây dù của Celsius và Bubble Finance Và Bubble Finance thì thiếu họ tới 48 triệu và Celsius thiếu họ 5 triệu À, nhưng mà những mà nào mà sử dụng sàn dưới này thì cũng có một cái thông tin tốt đó chính là họ bắt đầu mở à, rút đồng Solana vào ngày thứ ba có nghĩa là hôm nay và có thể là bắt đầu rút đồng XRP vào thứ năm, Cardano là vào ngày 9 tháng 8 cũng có một số những thông tin nhỏ khác hơn muốn chia sẻ với các bạn đó chúng ta có cái à, công ty làm đồng hồ nổi tiếng Hublot thì uh, Hublot đã chia sẻ là họ sẽ cho thanh toán sử dụng crypto thông qua BitPay À, thì thông cũng giống như là chúng ta đã thấy một cái công ty khác hôm nay cũng tương tự chia sẻ đó chính là gucci thì gucci cũng nói là họ sẽ cho à, mua sản phẩm gucci sử dụng nằm app và sử dụng những cái đồng như là bitcoin ethereum bitcoin cash thông qua bitpay bitpay là công ty trung gian mà thôi có nghĩa là những công ty này đó, họ sẽ nhận được tiền mặt khi các bạn sử dụng crypto và thông tin hiểu thêm đó, thì các bạn muốn sử dụng bitpay tại vì bản thân thuận thì không có sử dụng cái ví của bitpay thì cũng khá là phiền phức tại vì à, các bạn cần phải xác minh thân phận của mình, à, cung cấp dữ liệu các bạn là ai. Và sau đó các bạn à, cần phải nạp tiền vào trong ví BitPay để mà trả theo thường hiểu như vậy. Cho nên cũng không phải là đơn giản là các bạn à, gửi đến địa chỉ ví đó hoặc xác nhận là các bạn nhận được. À, đồng hồ đâu, Gucci cũng tương tự mà thôi Và cái video hôm nay đã cũng khá dài rồi à, Thường còn một số những điều khác Thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà cũng không phải là Liên quan đến những thông tin nào Nói bật hôm nay thường sẽ dành thời gian để mà Chia sẻ thêm ngày mai với các bạn Nhưng mà hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu Những ưu đãi dành riêng cho Cộng đồng thường khác thì có thể bấm vào Cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy Những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được Bonus cũng như là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn à, và có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% cho những sàn lớn và những cái ưu đãi khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa Thuần cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...